Cái Windows lên trên MacBook. Nhắc đến đây thì chắc có lẽ sẽ có một vài anh em vào cười mình là: ủa, một con MacBook chạy macOS đã quá mượt mà rồi, tại sao phải sử dụng thêm Windows làm gì? Nhưng thực tế thì có khá nhiều anh em cài Windows lên trên MacBook nhằm các mục đích khác nhau. Và đa số mình thấy sẽ rơi vào những anh em developer cần phải lập trình iOS cũng như là Android song song với nhau. Hoặc là một vài anh em sử dụng MacBook nhưng vẫn thích chơi game và muốn trải nghiệm một vài tựa game nên là sẽ cài Windows lên trên MacBook để chơi game. Và chính vì cái nhu cầu cài Windows lên trên MacBook lớn như vậy nên chính Apple đã cung cấp một bộ công cụ có tên là Bootcamp. Công cụ này sẽ cho phép anh em cài Windows lên trên MacBook một cách chính thống. Nhưng vấn đề sẽ không có gì đáng nói khi mà Apple ra mắt con chip M-Series trên những dòng MacBook như là MacBook Air M1 này, hay MacBook Air M2, hay là những con dòng MacBook cao cấp hơn như là Pro 14 hay Pro 16. Thì khi này, những con chip đó lại hoàn toàn không hỗ trợ Bootcamp. Và chính vì thế, những ứng dụng và phần mềm như Parallel ra đời cho phép anh em cài Windows lên trên MacBook nhưng qua trình máy ảo. Và hôm nay, mình sẽ thử nghiệm với anh em xem MacBook chạy Windows nhưng mà trên nền máy ảo Parallel sẽ có hiệu năng cũng như là sử dụng thực tế như thế nào. Và mình Thiện Dũng, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của ThinkPro. Và nếu anh em đang quan tâm đến các sản phẩm MacBook này hay là những chiếc màn hình ViewSonic chẳng hạn thì ThinkPro đang có chương trình khuyến mại siêu sốc. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả video cho anh em quan tâm có thể click vào nhé. Ok, thì nói một chút về phần mềm Parallel thì có lẽ đây sẽ là một phần mềm mà không còn quá xa lạ với những anh em sử dụng những chiếc MacBook, đặc biệt là những MacBook đời mới chạy chip Apple Silicon M-Series. Và cơ chế của cái phần mềm Parallel này thì cũng đơn giản thôi. Phần mềm này sẽ cài Windows lên trên chiếc MacBook của anh em, nhưng mà thay vì áp firmware trực tiếp vào máy thì phần mềm này sẽ chạy Windows thông qua một trình máy ảo. Giao diện của Windows thì đã hiện lên trên màn hình của một chiếc MacBook rồi. Cơ mà mình sử dụng MacBook lâu quá rồi nên bây giờ nghe tiếng khởi động của Windows nó cứ lạ lạ sao anh em ạ. Nói một chút về tổng quan khi mà khởi động vào Windows thì đương nhiên là mình sẽ không tính thời gian khởi chạy của Parallel. Mình sẽ chỉ tính thời gian từ khi boot Win cho đến khi vào Win thành công trên MacBook Air M2 mà thôi. Thì thời gian khởi động sẽ chỉ rơi vào khoảng 7 giây. Cũng tương đối là nhanh so với một vài mẫu laptop Windows ở thời điểm hiện tại, đúng không? Và cách đây tròn đúng 1 năm khi mà mình cài Parallel lên trên chiếc MacBook Air M1 thì bản Windows khi đó là Windows 10. Nhưng khi mà anh em cài Parallel lên chiếc MacBook chạy chip M của thời điểm hiện tại thì mặc định hệ điều hành Windows hiện tại đã là Windows 11 rồi. Và nhìn khá là mới cũng như là update những giao diện mới hơn hẳn so với Windows 10 đợt trước. Và cái điều đầu tiên mà mình muốn kiểm tra trên hệ điều hành Windows khi cài qua Parallel trên chiếc MacBook Air M2 đó chính là xem cái Parallel này nó sẽ nhận bao nhiêu trang bị của chiếc MacBook Air M2, xem từ CPU này, GPU cho đến RAM thì chiếc máy này sẽ nhận được bao nhiêu trang bị. Tại vì ít nhiều cái Parallel này sẽ là cài qua máy ảo chứ nó không phải là cài up firmware trực tiếp vào máy nên phần nào đó sẽ không nhận hoàn toàn được tất cả các trang bị trên chiếc máy. Và cái cách thức để kiểm tra thì cũng vô cùng đơn giản thôi. Anh em chỉ cần mở hộp phận run lên rồi sau đó gõ DXDR rồi sau đó ấn Enter. Tất cả mọi thứ nó sẽ hiện lên ngay trước mắt anh em. Anh em có thể thấy ngay ở đây là máy của mình đang hiển thị CPU là Apple Silicon, không đọc được rõ thông số của con chip. Và tới GPU thì máy đang nhận là GPU của Parallel. Để lý giải cho điều này thì cũng vô cùng đơn giản thôi, mà có lẽ là trong các video khi nói về chiếc MacBook Air M1 hay M2 mình cũng đã giải thích vô cùng kỹ rồi. Đó chính là con chip M1, sở dĩ tại sao người ta lại gọi là con chip chứ không gọi là CPU M1, tại vì trong con chip M1 này đã chứa các nhân từ CPU này, thậm chí là cả những nhân đồ họa, nhân GPU nữa và hàng tá các linh kiện khác nữa. Và từ đây làm cho cái phần mềm Parallel này không thể đọc được toàn bộ những thông tin của con chip M2 này hay là con chip M1 giống như là những thông tin trên những chiếc laptop Windows thông thường. Và từ đó cái việc mà không đọc được thông tin của GPU hay CPU thì điều này cũng là dễ hiểu. Và đó là toàn bộ những trang bị mà Parallel có thể nhận được trên thông số của chiếc MacBook Air M2. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với những bài test có thể nói là đơn giản nhất để xem Windows trên chiếc MacBook Air M2 chạy qua trình máy ảo có bị lỗi gì hay không, có bị thiếu driver hay là thiếu một vài tính năng gì mặc định của trên chiếc máy hay không. Và đầu tiên thì sẽ là bài test về xem YouTube. Và anh em có thấy ngay trên màn hình là mình đang xem YouTube với trình duyệt là Microsoft Edge thì hoàn toàn không gặp bất kỳ lỗi gì. Và có một điểm cực kỳ hay là hệ thống loa thì trong MacBook Air M2 có tới 4 loa và hỗ trợ công nghệ Spatial Audio. Thì với bản Windows này đã nhận hoàn toàn 4 loa và nghe thì sướng thôi rồi luôn anh em ạ. Còn lại các tác vụ khác từ lướt web này hay là đóng mở các file thì máy cũng đang hoạt động cực kỳ tốt và có gì đó mình cảm thấy vô cùng mượt mà nhá. À, có cái này mà mình muốn show cho anh em xem, nó cực kỳ thú vị luôn. Đó chính là Windows trên chiếc MacBook Air M2 mình đang cài ở đây ấy, là do chạy qua máy ảo nên anh em hoàn toàn có thể sử dụng được những thao tác của chiếc MacBook như là thao tác chụm 4 ngón này hay là vuốt 3 ngón lên trên chiếc trackpad. Và anh em hoàn toàn có thể sử dụng phím Command Space để chuyển qua trở lại cho các ứng dụng trên máy. Và đương nhiên là các ứng dụng đó sẽ trực tiếp chuyển về macOS trên MacBook. Thế là máy của anh em có song song sẵn cả hai hệ điều hành luôn, từ Windows lẫn macOS.
anh em hoàn toàn có thể chuyển qua chuyển lại bằng cách vuốt bằng ngón tay trên trackpad. Thế là xong. Hay nhở? Một vấn đề tương đối lớn mà mình nhận ra khi chạy Windows qua trình máy ảo trên những chiếc MacBook Air M2 này, đó chính là phần nhiệt độ. Cụ thể là mình mới chỉ mở có một vài tab trình duyệt với phần mềm cụ thể là Microsoft Edge, cũng như là chỉ với một vài thao tác vô cùng cơ bản, chỉ đóng mở file thôi mà máy đã ấm lên một cách tương đối rõ ràng rồi. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì chiếc MacBook của mình đang phải chạy tới hai hệ điều hành cùng một lúc là Windows và cả macOS nữa. Nhưng đặc biệt hơn là Windows mình không cài chính thống mà mình cài qua trình máy ảo. Và đương nhiên, trình máy ảo thì Apple không hỗ trợ và không tối ưu tính năng này, nên là nhiệt độ máy nóng lên cũng đúng thôi. Tiếp theo là một phần mà anh em vô cùng mong chờ, đó chính là việc test game trên Windows chạy qua trình máy ảo Parallel trên chiếc MacBook Air M2 để xem có giật lag gì hay không, có chơi tốt hay không. Đầu tiên thì sẽ là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Thì tựa game này mình có thể chơi được anh em ạ. Và có một vấn đề nhỏ mình nhận ra, đó chính là khi bắt đầu vào chơi game thì máy sẽ bị drop FPS một phát và tụt từ 80 cho đến 90 FPS, tụt xuống còn 13 đến 15 FPS. Và hiện tượng này sẽ diễn ra trong khoảng từ 10 cho đến 20 giây và chỉ xảy ra đúng một lần duy nhất, rồi sau đó sẽ ổn định lại ở khoảng 80 FPS. Với những pha combat thì máy sẽ tụt xuống khoảng 60 FPS. À, còn mức đồ họa mà mình chơi thì sẽ là mức đồ họa cơ bản mà khi máy vào nha, mình không chỉnh sửa bất kỳ thiết đặt hay là cài đặt gì của máy cả. Nhìn chung thì có thể chơi tốt, trừ cái pha drop FPS lúc đầu làm cho mình hơi khó chịu một chút, còn lại thì tổng thể máy khá là ổn định. Cơ mà đó là ổn để chơi thôi, chứ còn nhiệt độ thì không hề ổn một tí nào. Tay mình chỉ cần đặt trên bàn phím thôi, mình đã có thể cảm nhận một cách hoàn toàn rõ ràng nhiệt độ của máy tỏa ra rồi. Và điều này thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì chiếc MacBook Air không có quạt tản nhiệt, nên là nhiệt độ trên máy tỏa ra sẽ được tản nhiệt một cách thụ động qua lớp vỏ nhôm của máy. Và khi mà cái phần nhiệt độ tỏa ra quá lớn và không kịp tản nhiệt ra ngoài, thì nhiệt độ sẽ bị âm ỉ trong máy và được tản ra toàn bộ phần vỏ của máy. Và khi đó thì kể cả khung bàn phím cũng vẫn sẽ bị nóng, và anh em hoàn toàn có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Và tiếp theo đó chính là tựa game Valorant. Mình có tải về đây nhưng mình không thể khởi động lên được, và đọc ở đây thì máy đang yêu cầu mình phải restart lại. Và mình có thử restart ngay tại đây cho anh em xem luôn nhá. Vẫn không chơi được anh em ạ. Trước đây thì mình có thử cài Valorant lên chiếc MacBook Air M1, cũng chạy qua Parallel và chạy Windows 10 thì cũng không chơi được. Mình đã hy vọng rằng chiếc MacBook Air M2 này thì có thể chơi được, nhưng mà thực tế thì cũng không chơi được luôn. Vậy thôi, mình sẽ dừng lại phần test game ở đây nhá. Tại vì hai tựa game đã là quá đủ rồi. Thực ra thì không có một cách nào để biết được rằng tựa game đấy có tương thích với trình máy ảo Parallel hay không, và có thể chơi được trên trình máy ảo này hay không. Nên là cái việc cài game lên để chơi ấy, nó khá là hên xui anh em ạ. Và để tổng kết lại thì cái phần mềm máy ảo Parallel này đang cài lên một chiếc MacBook cực kỳ dễ dàng, đặc biệt là những anh em chạy những con chip M-series. Và đương nhiên mình không phủ định việc Parallel này đã giải quyết một câu hỏi vô cùng đau đầu, đó chính là làm thế nào để có thể cài Windows lên một chiếc MacBook chạy chip M-series. Cơ mà nếu anh em hỏi mình là có nên cài Windows lên trên macOS qua trình máy ảo Parallel hay không, thì câu trả lời của mình sẽ là có, nếu như anh em cần và công việc của anh em bắt buộc phải cài Windows lên trên chiếc MacBook, hoặc là anh em chỉ cài Windows cho những tác vụ vô cùng cơ bản mà thôi. Và câu trả lời của mình sẽ là không với những anh em nào cài Windows để chơi game hay để chiến game một cách chai hát trên chiếc MacBook. Và nói gì thì nói, Parallel vẫn là một trình máy ảo, nên là nếu như anh em sử dụng nó trong thời gian lâu dài thì phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến phần cứng máy của anh em. Còn chưa kể là các tác vụ chạy trên Parallel ấy sẽ nóng hơn sỏi macOS thuần, từ đó sẽ làm hao hụt các linh kiện, nên là anh em cần phải cân nhắc rất là kỹ khi mà sử dụng Parallel trên chiếc MacBook của mình nhá. Cho nên là toàn bộ những gì mà anh em cần biết về phần mềm Parallel, phần mềm giúp anh em có thể cài Windows lên những chiếc MacBook chạy chip Apple Silicon M-Series vô cùng là dễ dàng. Anh em bất kỳ câu hỏi hay ý kiến gì thì cứ comment phía dưới cho chúng mình biết để trả lời anh em sớm nhất nhá. Và cũng đừng quên là để lại một like cũng như là subscribe Think Pro. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.